Manchester United tiếp đón đại kình địch Liverpool trong trận derby nước Anh thứ 208 từ lịch sử. Những gọi từ quá khứ hào hùng của hai đội không cho phép bất kỳ ai thất bại ở trận đấu này. Tuy nhiên, đêm kinh hoàng đã xảy ra tại nhà hát của những giấc mơ. Trong một ngày, hàng thủ chơi như mơ ngủ, David De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng đến 5 lần và chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Paul Pogba thật sự chỉ là một trong hàng trăm vấn đề đang còn tồn đọng tại sân Old Trafford. Trong buổi họp báo trước trận, truyền thông nhồi câu hỏi cho hai huấn luyện viên về Salah và Ronaldo. Jurgen Klopp cho rằng Salah đang có phong độ cao hơn, còn Solskjaer nói Ronaldo vẫn luôn xuất sắc. Đây như là một lời thách thức mà chiến lược gia người Đức gửi đến đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Và thật vậy, tiền đạo Ai Cập ghi hat-trick và kiến tạo một bàn trong trận đại thắng của Liverpool. Ngay trong hiệp 1, kịch bản tồi tệ mà những người bi quan nhất cũng không nghĩ đến đã đến thật sự với đội chủ nhà. Harry Maguire, Victor Lindelof chơi như các gã nghiệp dư và để David De Gea phải vào lưới nhặt bóng sau 5 phút. Tình huống dâng cao bất hợp lý của đội trưởng Manchester United mở ra khoảng trống thanh thang cho Mohamed Salah. Ở thứ 3 đấu 1, Salah thoải mái chuyền cho Naby Keita dứt điểm vào góc gần mở tỷ số. Những phút tiếp theo, hàng thủ Man United lại lóng ngóng và nhận bàn thua thứ 2 ở phút thứ 13. Lại là Harry Maguire. Lần này, anh và Luke Shaw không hiểu ý nhau, dẫn đến việc phá bóng hụt giúp Keita cướp bóng ngay trước vòng cấm. Tuyển thủ người Guinea chuyền bóng cho Alexander-Arnold thoát xuống và căng ngang để Jota dễ dàng đệm bóng. Nhận hai bàn thua quá chóng vánh, nhưng Quỷ Đỏ chỉ có những lời đáp trả yếu ớt. Lần lượt, Marcus Rashford, Luke Shaw hay Mason Greenwood dù tạo ra được những cơ hội với những tình huống phản công, tuy nhiên cuối cùng cũng lặng lẽ nhìn bóng trôi đi trong vô vọng. Đến cuối hiệp 1, Salah ghi liền hai bàn cho đội khách sau những tình huống rất sơ hở của hàng thủ đội chủ nhà. Liverpool dẫn 4-0 ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Cựu cầu thủ Chelsea cũng đã thiết lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu tiếp theo cho bản thân, ghi bàn ở 10 trận liên tiếp. Lần đầu tiên trong lịch sử ngoại hạng Anh, Man United thủng lưới đến 4 bàn chỉ trong một hiệp. Pha chơi xấu của Ronaldo với Curtis Jones ở phút bù giờ chứng tỏ sự bất lực của đội chủ nhà trước đại kình địch. Ole Solskjaer lầm lũi đi vào đường hầm trong góc nhà hát của những giấc mơ với rất nhiều tiếng lo ó từ các khán đài. Phần đông đều gây sức ép bỏ về khi trận đấu mới diễn ra được một nửa thời gian. Nhiều người đã chia sẻ với TalkSport, họ mong chiến lược gia người Na Uy bị Man United sa thải ngay sau trận đấu này. Hôm nay, Solskjaer đã chủ động đứng bên ngoài đường pitch từ ban đầu và có lẽ ông cũng chẳng còn tinh thần để ngồi nữa rồi. Sang đến hiệp đấu thứ hai, Ole Solskjaer tung quân bài quan trọng Paul Pogba vào sân nhưng không có sự khởi sắc nào đến từ các cầu thủ Man United. Tỷ số ngã ngũ ngay từ phút thứ 50 khi Salah hoàn tất cú hat-trick của mình. Tiền vệ người Pháp Paul Pogba mất bóng ở giữa sân để tới chân của Jordan Henderson. Đội trưởng Liverpool vẩy má ngoài chọc khe điệu nghệ cho Salah băng xuống đối mặt với thủ môn của đội chủ nhà. Tiền đạo 29 tuổi tỉa bóng qua người De Gea đặt dấu chấm hết cho đội chủ nhà. Cú hat-trick của Pharaoh Ai Cập đã đánh gục hoàn toàn ý chí của đội chủ nhà dù thời gian còn lại vẫn là khá dài. Không cần nhìn lên bảng tỷ số, hai khán đài dành cho cổ động viên của mỗi đội đã nói lên tất cả. Cổ động viên lũ lượt kéo nhau ra về, ống kính máy quay lập tức bắt cận cảnh khuôn mặt từ huyền thoại của hai đội bóng. Sir Alex Ferguson thể hiện sự cau có cùng cái lắc đầu ngao ngán trên hàng ghế của Man United. Ở phía đối diện, King Kenny Dalglish nở nụ cười mãn nguyện và chứng tỏ mình thật sự hả hê đến mức nào. Sau mỗi bàn thắng, De Gea đều quát mắng các đồng đội trên sân, nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm tới những lời nói đó đến từ chàng thủ môn tội nghiệp này. Một ngày đen đủi chưa buông tha thủ môn người Tây Ban Nha và đồng đội, đội trưởng Maguire muốn chuộc lỗi bằng đường kiến tạo. Ronaldo nhận bóng và sút tung lưới không thành của Alisson Becker, nhưng VAR đã từ chối bàn thắng của lão tướng 36 tuổi này. Thảm họa chưa dừng ở đó, đến phút 60, Pogba xoạc bóng nguy hiểm khiến Keita chấn thương nặng. Trọng tài chính Anthony Taylor sau khi tham khảo VAR đã rút thẻ đỏ cho tiền vệ người Pháp. Mọi toan tính của Ole xem như đổ bể. Man United chỉ còn cách rút những trụ cột trên sân như Bruno Fernandes và Marcus Rashford ra sân nghỉ nhằm dưỡng sức cho các trận đấu khó khăn sắp tới. Với 10 người trên sân, Man United chơi cầm chừng để chờ tiếng còi mãn cuộc. Trong khi đó, Liverpool giảm nhịp độ lại và hài lòng với cách biệt 5 bàn. Phút 83, Edinson Cavani có cơ hội ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà. Tuy nhiên,
anh cũng không thể dứt điểm thành công từ cự ly chưa đầy 5m. Trên khán đài, cổ động viên Liverpool liên tục chế nhạo Ole hãy ở lại hay Man United không nên sa thải Jose Mourinho. Từ vị thế ứng viên vô địch cùng Man City, Chelsea và Liverpool, Man United giờ đây đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. 4 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, họ không biết đến mùi chiến thắng. Thậm chí, 3 trong số đó đều là những trận thua. Nếu nhìn vào lịch thi đấu của đội chủ sân Old Trafford từ nay cho tới cuối tháng 11, rất nhiều người hâm mộ lo cho đội chủ nhà. Tottenham, Villarreal và Atalanta đều là những đối thủ khó chơi, trong khi Man City và Chelsea dường như trên tầm của quỷ đỏ. Đó là một phần lý do các cổ động viên muốn Ole out để tìm luồng gió mới. Lần đầu tiên trong lịch sử, Man United thua Liverpool cách biệt 5 bàn trên sân Old Trafford, và còn nhiều kỷ lục buồn khác giáng xuống thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sau thảm họa này. Tuy nhiên sau trận đấu, có lẽ tất cả phải dành lời cảm ơn đến Jurgen Klopp, chiến lược gia người Đức thật sự quá cao tay trong việc sắp xếp đội hình cũng như sơ đồ chiến thuật. Cái tát của Klopp sẽ giúp nhiều người tỉnh ngộ. Từ trước đến nay, người hâm mộ quỷ đỏ thành Manchester bị ảo tưởng về sức mạnh của đội chủ nhà sau những trận đấu ngược dòng kịch tính. Họ tung hô bằng những danh từ mỹ miều, nhưng thua trận hôm nay để không bị chiến thắng trước Atalanta che mắt, thua để thấy đội bóng đang ở đâu và phải làm gì. Cảm ơn ông Jurgen Klopp.